Cũng trong sáng nay, thảo luận về dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đa số các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết bổ sung quy định đặt cọc trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Các đại biểu cơ bản nhất trí về việc cần thiết phải có quy định về đặt cọc để đảm bảo giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến khác nhau về thời gian đặt cọc trước hay sau khi nhà ở, công trình xây dựng có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thời điểm cho phép thu tiền đặt cọc là khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất, theo tôi là hợp lý. Với những ràng buộc pháp lý như vậy, vừa đảm bảo chắc chắn dự án sẽ được triển khai, không có sự trở ngại về pháp lý, tránh việc thu tiền cọc khá sớm khi dự án chưa đảm bảo các yêu cầu thủ tục, chưa được thẩm định, dẫn đến việc chủ đầu tư sẽ huy động vốn trái phép rồi lừa lấy tiền cọc của người mua hoặc mất khả năng thanh toán trả lại tiền cọc cho người mua. Đồng tình với quy định về mức đặt cọc, đại biểu Nguyễn Minh Tâm góp ý nên quy định mức đặt cọc tối thiểu cũng như tối đa có thể dao động từ 5 đến 10% giá trị hợp đồng. Nên quy định mức đặt cọc này cũng có thể dao động từ 5% cho đến 10%, cũng nên quy định cái mức tối thiểu để tránh cái tình trạng cái số tiền đặt cọc mà quá thấp thì cũng sẽ dễ dẫn đến cả khách hàng và nhà đầu tư cũng sẽ dễ dàng chấp nhận để bỏ cọc khi không có cái nhu cầu. Chúng tôi cũng đã thống nhất là cái đặt cọc này không được quá cao, quá cao thì sẽ dẫn đến loại trừ các cái doanh nghiệp mà không bảo đảm năng lực, nhưng mà không được quá thấp. Không được quá thấp thì có thể là dẫn đến cái trường hợp mà hủy cao, sẵn sàng bỏ cái tiền đặt cọc. Có lẽ trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để làm sao cái mức tiền đặt cọc này nó hợp lý. Các đại biểu cũng cho rằng nếu cho phép thu tiền đặt cọc khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh và đã thực hiện giao dịch theo đúng quy định của luật này, sẽ không còn ý nghĩa của đặt cọc mà bản chất trở thành thanh toán hợp đồng theo tiến độ đã được quy định tại dự thảo luật.